Có lẽ đã đến giờ Hoàng Đạo thầy cho chúng ta sẽ trao đổi Một câu nhẹ nhàng liên quan đến dòng điện xoay chiều Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U à, Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có quận cảm thuần Thì cảm kháng là ZL Cường độ dòng điện Y được tính bằng công thức nào Cực kỳ dễ đúng không Y bằng U trên Z Chỉ có một thành phần cho nên là U chia cho ZL Đúng chưa Đáp án của câu đầu tiên Câu số 1 Nhẹ nhàng là Y thì bằng U z ZL Đáp án C Không có gì bàn cãi cả Học đến chỗ này mà chúng ta không khoanh được đáp án chính xác câu này Thì không là hỏng rồi Câu số 2 Một vật dao động điều hòa Theo cái trục OX Với phương trình X bằng A cốt omega T cộng phi Khi vật đi qua vị trí cân bằng Thì độ lớn gia tốc của vật có giá trị là à, Khi đi qua vị trí cân bằng thì x bằng 0 mà chúng ta có biểu thức là a bằng trừ omega bình x cho nên a cũng bằng bằng 0. Đáp án của câu này là đáp án D. À, có lẽ là thầy à, quên. Có lẽ thầy thầy trao đổi qua một cái chút về cái cấu trúc tiếp trước khi thầy tiếp tục cô cô tiếp theo. À, chúng ta lưu ý rằng là khoảng 30 câu đầu chúng ta làm khá là nhanh cho nên đề nghị à, rất mong các bạn là làm nhanh tay một chút và khoanh cho nó chính xác luôn. Đó. Nhưng cũng không quá quá vội vàng mà để nhầm lẫn sai những câu ở mức độ vừa phải. Đó. Đừng quá nhanh mà đến khi bị nhầm lẫn nó rất là đáng tiếc. Thế thì cái cấu trúc của đề thi tốt nghiệp và đề minh họa năm 2023 không có gì khác biệt so với năm 2021 và 22, kể cả đề chính thức lẫn đề tham khảo. Đó, thế thì có thể năm 23 này thì cái đề chính thức có thể nó khó hơn một chút ở cái phần phân loại học sinh phân loại phân loại đầu cao ấy cũng có thể bởi vì đây chỉ mang tính chất tham khảo không phải luôn đúng đúng không luôn nó không 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 phải chính xác 100% so với đề tham khảo thế thì uh, cấu trúc vẫn là gồm 90% kiến thức lớp 12 4 là uh, 10% kiến thức lớp 11 với 4 câu 36 câu lớp 12. Và ba cái chương đầu vẫn là chiếm ưu thế. Ba chương đầu chiếm ưu thế. À, điện xây chiều à dao động cơ, dao động và sóng. À, thế thì à, thầy đã thống kê ra là như thế này. À, vật lý 11 thực ra nó vẫn vào những cái phần quen thuộc là à, điện tích điện trường dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ, cảm ứng từ ấy, cảm ứng điện từ ấy. Thì à, nó thường xuyên ra đúng không? Còn ở đây thêm một câu liên quan đến khúc xạ. À, chương 1 về dao động cơ thì có 7 câu. Chương 2 sóng cơ và sóng âm có 6 câu. Chương 3 dòng điện xoay chiều có 8 câu. Chương 4 mạch dao động và sóng điện từ có 3 câu. À, chương 5, chương 6 và chương 7 à, là sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng và hạt nhân nguyên tử. Mỗi chương có 4 câu. À, thế cái tỷ lệ nó vẫn cứ xem xem như mỗi năm. Thì chúng ta cũng hình dung ra. À, quan trọng với thầy đó là À, chúng ta biết được cái mức độ như thế, à, số lượng phân bố câu như vậy, thì chúng ta có cái chiến lược ôn tập như thế nào. À, mục tiêu của chúng ta 8 điểm thì đừng dạy cứ ôn cái uh, câu 33 trở lên nhiều. Bởi vì câu 33 trở lên rất mất thời gian và mất công sức rất là nhiều. Cho nên các bạn phải lối. đó. Nên là sơ sơ qua một chút liên quan đến cấu trúc. Ok, câu số 3. Một câu liên quan đến chương uh, lượng tử ánh sáng, chương 6. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng thì chúng phát ra một photon. Hôm sau người ta không hỏi phát xạ mà người ta hấp thụ thì cũng là hấp thụ một photon. Một photon chính là một lượng tử ánh sáng. Đấy, một lượng tử ánh sáng chính là một photon. Đáp án của câu 3 là đáp án C hấp thụ một lượng từ ánh sáng. Câu số 4 liên quan đến cái hiện tượng phóng xạ, hiện tượng phóng xạ, chu kỳ bán dã và hằng số phóng xạ. Thế có một cái mối liên hệ giữa ba anh này như sau này, hai à, à, anh là hằng số phóng xạ bằng logarit tự nhiên của hai chia cho chu kỳ bán dã. Đấy. Từ đó chúng ta suy chu kỳ bán giá bằng logarit tự nhiên của 2 uh, Chia cho hằng số không giả dạ. Không phải bước sóng lambda đâu nhá Nhầm lẫn ở chết đấy Nhưng uh, thực ra là chúng ta um, nhớ cái hình hài của nó Có thể chọn được đáp án Đúng không? Nó là một phân số Mà có logarit thập phân À xin lỗi logarit tự nhiên Cơ số E đấy Thì chúng ta sẽ chọn được ngay là đáp án C không thể à xin lỗi đáp án B Đấy, suy còn suy nhầm lẫn đáp án B. Nhìn B mà chỗ khoanh C. Một câu khá nhẹ nhàng, tình cảm liên quan đến độ lệch pha của hai dao động. Đó chính là gì? Hai dao động điều hòa mà cùng pha, cùng pha khi độ lệch pha của nó là một số nguyên lần 2 pi. K2P hoặc là N2P đúng không? Thì chúng ta sẽ biết được là trường hợp này là ứng với ngược pha đúng không? Đây sẽ là cùng pha, anh này sẽ là vuông pha đúng không? Anh này lệch P trên 3. Thế thì đáp án của câu số 5 này dễ dàng lựa chọn được đáp án B. Cùng pha và ngược pha là chúng ta chọn được ngay theo đúng tính chất toán học luôn. Rồi, rất nhiều bạn trả lời đúng. Ok, 5B. Mạng có vẻ là không không được hấp dẫn lắm. À, trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây. Nếu mà chúng ta được xem video thầy dạy về cái cái sơ đồ máy phát và thu thanh đơn giản thì thầy đã phân tích được cái ý nghĩa của từng bộ phận thì tóm lại là phát và thu đều có 5 bộ phận Trước tiên lần lượt là phát này Thì chúng ta phải có cái chuyển đổi à, Micro tức là tín hiệu âm Chuyển thành tín hiệu điện à, Micro Sau đó là cái bộ phận là gì nhỉ Phát sóng cao tần à, Để thằng cao tần cận cõng cái tín hiệu âm tần đi Thì sau khi cõng thì phải có cái mạch gì Mạch biến điệu Đấy, Bộ phận số 3 là mạch biến điệu Số 1 micro Số 2 là máy phát sóng cao tần Số 3 là biến điệu Sau khi biến điệu thì 4 là khuếch đại Sau khi khuếch đại xong rồi ra anten phát à, Đến bộ phận máy thu Đến máy thu Thì bộ phận đầu tiên phải là anten thu Sau khi anten thu thì chúng ta phải là Chọn sóng Sau khi chọn sóng rồi là tách Cái âm tần ra khỏi cái sóng cao tần Đúng không? Cái sóng an ấy Đó. Một này là anten thu Hai là chọn sóng Sau chọn là ba là tách thứ tư là khuếch đại âm tần thứ năm là chúng ta đưa ra loa à, vậy thì sơ đồ khối của máy thu thanh không có bộ phận đó là micro micro là máy máy phát đáp án của câu 6 là đáp án đề ok rất nhiều bạn làm rất chính xác rồi à, câu 7 là một câu liên quan đến vật lý 11 khúc xạ khúc xạ ánh sáng và ở đây là hiện tượng phản xạ dạ toàn phần à, Biểu thức phản xạ dạ toàn phần là sin Chúng ta nhớ ngay cho thầy là cái tỉ số Có bạn cũng không biết là tỉ số N2 uh, trên N1 hay N2 uh, N1 trên N2 Nhưng không bao giờ có phép trừ Đấy. Và nhớ cho thầy là Sin không bao giờ lớn hơn 1 được Sin phải nhỏ hơn 1 Phải lấy anh chiết xuất nhỏ chia cho anh chiết xuất lớn Đúng không? Từ môi trường có chiết xuất N1 sang môi trường có chiết xuất nhỏ hơn thì phải lấy N2 chia cho N1. Thì nó mới đảm bảo xin hợp lý đúng không? Câu 7, đáp án à. Chúng ta lập luận hết sức toán học. Bên xã hội làm 10 phút 9 điểm là có thật, đúng như thế. Đặc biệt là môn giáo dục công dân. Ok, cảm ơn các bạn đã tiếp tục trả lời cùng thầy. Chúng ta tiếp tục sang câu số 8. Có lẽ đảm bảo cho các bạn mức trung bình và gọi là hơi kém một chút nó và các bạn khá có thể theo dõi hợp lý thì hôm nay thầy chữa đến câu 32 lag không chịu được thì cố gắng nhá người ta cố gắng khắc phục mạng tình, tình trạng chung chứ không phải là do thầy à, câu số 8 liên quan đến mạch dao động là xe lý tưởng đang có dao động điện từ tự do độ lệch pha của cường độ dòng điện và à, trong mạch so với điện tích hai anh này là vuông pha với nhau tức là lệch nhau một góc pi trên hai đáp án của câu số 8 là đáp án a không phải bàn cãi đúng không tám mà rất nhiều bạn trả lời được à như thế cũng có bạn à, mạng mượt câu số 9 một con lắc chiều dài l vật nhỏ khối lượng m đang dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g khi con lắc đi qua vị trí có li độ cong là s thì lực kéo về trong sức giáo khoa thì người ta không nói đến lực kéo về đối với con lắc đơn mà chỉ nói đến lực kéo về với con lắc lò xo cho nên chỗ này chỗ, chúng ta hay lúng túng một dao động điện tử điều hòa thì lực kéo về tính theo công thức là gì F kéo về sẽ bằng trừ m omega bình nhân với li độ li độ dài thì ở đây chúng ta sẽ suy ra với con lắc đơn sẽ bằng là trừ m omega bình nhân với nhân với s mà omega của con lắc đơn Thì nó sẽ bằng G Chia cho L Đúng không? Thì chúng ta sẽ có là trừ MG chia cho L Nhân với S à, Chắc chắn phải là dấu âm Chắc chắn phải là dấu âm Bởi vì là lực kéo về nó ngược với hướng của ly độ Đúng chưa? Trừ MG chia cho L Nhân với S Tiếp tục một câu đáp án là A Câu 9 Đáp án nào ok cảm ơn bạn uh, chí lý chí phải hay là chí phi gì đấy một câu liên quan đến uh, các tia các tia tia x có cùng bản chất với tia nào sau đây thì nhắc lại cho chúng ta về một cái thang sóng điện tử thang sóng điện tử thì bức xạ có bức sóng ngắn nhất đến bức xạ có bức sóng dài nhất là lần lượt như sau tia gamma đến tia x sau tia x đến tia Tử ngoại, tử ngoại sau đó đến vùng ánh sáng nhìn thấy. À, sau đó vùng ánh sáng nhìn thấy là đến vùng hồng ngoại. Sau vùng hồng ngoại là chúng ta trao đổi đến cái à, sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến thì nó có 4 mức độ là sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài. À, sóng vô tuyến nó có bước sóng từ vài cm đến hàng chục km. Đó, để chúng ta mới hình dung. À, còn lại các tia khác không phải. À, thế thì ở đây chúng có tia là tia hồng ngoại chính là bức xạ điện tử à, còn tia beta cộng nó chính là dòng hạt đối của electron tức là như hạt electron nhưng bằng điện tinh dương beta trừ là dòng hạt electron à, alpha là dòng hạt nhân heli 42 à, nó là dòng điện tích cho nên khác tia x có cùng bản chất với tia nào tia x là sóng điện tử cho nên nó cùng bản chất với tia hồng ngoại câu 10 của chúng ta là đáp án C. Tuyệt vời, Trần Quốc Thiện. Tiếp tục là một câu liên quan đến vật lý 11, người ta gọi là nguyên lý trồng chất của từ trường. À xin lỗi của điện trường. À khi tại một điểm có nhiều điện trường gây ra thì điện trường tổng hợp tại điểm đó bằng tổng các vectơ cường độ điện trường. Đấy, là tổng các vectơ E. Vậy chúng ta phải chọn tổng à, hai điện tích điểm gây ra tại điểm M hai điện trường có các vectơ cường độ điện trường là E1 và E2. Vectơ cường độ điện trường tổng hợp E tại M được tính bằng công thức nào sau đây? E bằng e M à, E1 cộng E2 à, rất đơn giản đúng không? Đáp án của chúng ta câu 11 là đáp án C. Thế thì thầy mới quay trở lại cái chỗ cấu trúc của đề thi chính thức năm năm 2022 cũng như là cái cấu trúc của đề tham khảo. Thì các câu của lớp 11 thì chỉ rơi vào thông hiểu và à, nhận biết, rất ít khi vào vận dụng, rất ít khi vào vận dụng, hầu như không có, chỉ là thông hiểu và, và nhận biết. Cho nên chúng ta ôn vật lý lớp 11, thứ nhất là tập trung vào những chương trọng tâm, thứ hai là cái mức độ là mức độ vừa phải thôi, mức độ trung bình thôi, tức là hai mức độ đầu, nhận biết và thông hiểu. Đừng cứ đi làm những câu cực khó làm gì Ok Tầm 7 thì chắc là chỉ đến dừng đến vận dụng thôi Chưa vận dụng cao đâu Ok Với cái đề kiểu như này Thì chúng ta làm 8 không khó Tất nhiên là chúng ta đừng bỏ lỡ những cái câu sai nó ngớ ngẩn Đó Câu 12 Hiện tượng tán sắc ánh sáng giúp ta giải thích được hiện tượng nào sau đây Tán sắc ánh sáng tán sắc là sự phân tích chùm sáng phức tạp thành các các bức xạ đơn sắc khác nhau đúng không thế thì chắc chắn là liên quan đến bảy sắc cầu vồng rồi giải thích cái hiện tượng cầu vồng sau mưa đúng không cầu vồng bảy sắc thực ra nó nó vô số bức xạ đấy chứ không phải là bảy sắc bảy màu chính đỏ da cam vàng lục lam trầm tím nhưng nó là vô số ánh sáng đơn sắc 12 đáp án A phóng xạ không đúng là phóng xạ của hạt nhân rồi. Quang điện là lượng tử ánh sáng rồi, đúng không? Nhiễu xạ là hiện tượng giao thoa. Chứ lỗi gọi hiện tượng giao thoa hiện tượng của sóng. Sóng cơ. Sóng cơ sóng ánh sáng đều có thể. Câu 13. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang, dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi nói về cơ năng của con lắc Phát biểu nào sau đây là sai Sai nhau. Cơ năng của con lắc tỷ lệ với bình phương của biên độ Chính xác rồi Công thức là cơ năng là E 1 phần 2 K A bình phương Hoặc là tổng quát 1 phần 2 M omega bình A bình Còn đây là lò xo Còn đây này là bất kỳ Đúng không? Dao động điều hòa bất kỳ Vậy là rõ ràng biết là tỷ lệ với bình phương của biên độ Đúng Cơ năng của con lắc bằng động năng cực đại Đương nhiên rồi Thế năng cực đại Nhưng câu trái ngược nhau thường không chọn à, Câu B, câu C Đúng không? Kiểu kiểu như thế Cơ năng của con lắc Tỷ lệ nghịch với bình phương của biên độ là sai Anh này là sai à, Chọn đáp án sai cho nên là 13 là đáp án D Mạng hôm nay có vẻ không bật mà lắm Thôi chúng ta khắc phục nhá. Câu số 14, một sóng cơ có chu kỳ là t lan truyền trong một môi trường với tốc độ là v. Bước sóng được xác định theo công thức nào? Nhớ cho thầy thông tin là bước sóng bản chất của nó là gì? Là quãng đường đi được, đúng không? Quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian bằng v. À, chu kỳ nó chính là thời gian. Cho nên lambda bằng v nhân với t. Đáp án 14. Đáp bản D. Rất nhiều bạn tuyệt vời. Câu 15 liên quan đến kiến thức lớp 11 dòng điện không đổi. Đấy, dòng điện không đổi, chương dòng điện không đổi, bài đầu tiên, dòng điện nguồn điện. Một vật dẫn đang có dòng điện xoay chiều à dòng điện một chiều chạy qua. Trong khoảng thời gian delta t, điện lượng à điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn là delta q. Cường độ dòng điện tính bằng công thức Y delta q chia delta t. Đáp án B. 15. B. Đấy. Không có gì quá khó khăn cả. Rồi, chúng ta sẽ đọc trước cho thầy câu 16. Nhìn chung là 32 câu đầu nó rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ta đẩy xe hàng. Cho nên là các bạn không được phép sai. Và thứ hai là không được phép mất quá nhiều thời gian. Đấy. Thầy chữa thì thầy còn nói thêm vào thôi chứ khi làm chúng ta đừng nói gì, tốt nhất nghiêm túc mà làm. tiếp tục câu 16 số nucleon nhớ là hạt nhân X AZ A là tổng số nucleon Z là số proton A trừ Z là số neutron đúng không vậy người ta hỏi số nucleon là chỉ số trên là 90 đáp án của câu 16 là đáp án B tổng số nucleon là 90 rồi có thể là một số bạn chưa học đến hạt nhân nguyên tử Câu 17 nó xưa như diễm Làm không đúng là không được 17 Rất là nhẹ nhàng rồi ừ. Cha ra bán trên mạng Cha ra bán mà nhớ ra bán Nhìn câu hỏi thế quen và chọn đúng ra bán Cũng là một cái điều thú vị Đúng không? À, điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số góc omega thay đổi. Đặt vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở cuộn cảm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất, tức là hiện tượng cộng cộng hưởng. Cộng hưởng thì ZL bằng ZL bằng ZC. ZL là L nhân omega. Còn ZC là 1 trên C nhân omega. Đáp án 17 là đáp án D chính là hiện tượng cộng hưởng tuyệt vời nhờ bạn trả lời rất tuyệt vời ok trời ơi, thầy dạy câu vận dụng cao thì phải có khả năng rất cao là phải hôm, hôm sau thầy muốn chúng ta chắc chắn. À, Live Pro. Bạn Đặng Trường Nguyên bà thầy có khóa án Live Pro không? Đang phụ thuộc vào cái mong muốn của các bạn, đúng không? Câu 18. Âm có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20.000 20 Hz được gọi là Ngữ nghe đúng không? Âm nghe được còn gọi là âm thanh, đúng nhỉ? Âm nghe được, âm thanh đáp án là đáp án B. Siêu âm là trên 20.000. À sóng à, hạ âm là dưới 16 Hz. Đúng chưa? Còn à, trong cái khoảng đó người ta gọi là âm nghe được, còn gọi là ngưỡng nghe. Câu 19. Câu này không học cũng trả lời được. Máy biến thế thì có sơ cấp thứ cấp khi là có sơ cấp và thứ cấp không phải là máy phát hay là động cơ điện không có chuyện Đấy. cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha gồm hai bộ phận chính là phần ứng và phần cảm phần cảm thì gây ra từ trường còn phần đứng tạo ra dòng điện đúng không cũng là một số bộ phận người ta còn có thể gọi là bộ phận quay là rotor rotation à, bộ phận đứng yên người ta là stator đúng không là bộ phận đứng yên thế đây chỗ nào có sơ cấp thứ cấp loại ngay cho thầy à phần cảm phần ứng đã bán B Sơ cấp thứ cấp là máy biến thế Xin chào bạn Nguyễn Đức Dương Chào tất cả các bạn Câu 20 Đập điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là Y Gọi cốt phi là hệ số công suất của đoạn mạch công suất tiêu thụ điện của mạch là cái này là hai từ tiêu mất rồi tiêu thụ điện p bằng ui cốt phi đúng như thế là bạn a luôn a à, luôn có hai công thức của p là p bằng ui cốt phi hoặc là p bằng ri bình à, tiêu thụ thì phải có điện trở còn mạch không có điện trở không bao giờ có tiêu thụ năng lượng không có tiêu thụ năng lượng đúng không ui nhân cos phi là bạn a cái này mà không nhớ được thì không thể làm được câu khác Tiếp tục một câu lý thuyết mà khi dạy thầy ở trên lý thuyết thì thầy cũng hay nhấn mạnh ở đây. Đó là sự liên hệ về pha của sóng tới và phóng sản xạ tại điểm phản xạ. Tại điểm phản xạ, sóng tới và phản xạ như thế nào? À, sóng tới và sóng phản xạ. Tại điểm phản xạ nó sẽ dao động ngược pha nếu cái điểm phản xạ này cố định. Còn nếu cái đầu đó tự do thì hai anh dao động cùng pha. Đó. 18 xong rồi, 20 xong rồi Chúng ta tiếp tục 21 Một sợi dây mềm PQ căng ngang Đầu Q gắn chặt vào tường một Sóng tới hình xin truyền trên dây, dây Từ đầu P tới Q Đến Q sóng bị phản xạ Truyền từ Q về P Gọi là sóng phản xạ Tại Q sóng tới và sóng phản xạ như thế nào Đầu Q gắn chặt Tạo sóng ở P Gắn chặt tức là đầu cố định Đầu cố định thì sóng tới Và phóng sóng phản xạ Ngược pha nhau Đấy. Chúng ta lưu ý như thế. Còn nếu mà đầu quy tự do thì sóng tới và sóng phản xạ cùng pha. Câu 21. Đáp án luôn luôn ngược pha bởi vì cái điểm phản xạ là điểm cố định. Rất nhiều bạn trả lời đúng. 21 à quá chính xác luôn câu 22 theo mẫu nguyên tử bo nguyên tử nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng EM thấp mà hấp thụ được một photon bằng năng lượng hiệu thì nó sẽ chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng như thế nào à ở lý thuyết cái tiên đề bo thứ hai về hấp thụ và bức xạ năng lượng đúng không EM có năng lượng thấp À, nhận một photon có năng lượng bằng hiệu n trừ m thì nó chuyển lên mức cao hơn. Còn đang ở mức kích thích ở trên mà bức xạ ra một photon bằng hiệu năng lượng thì nó trở về mức thấp hơn. Không có trên mấy đâu. Trên mấy là là công thức tính năng lượng tại cái trạng thái dừng đó. Ở đây là chuyển lên cái cái lớp nào Đến mức năng lượng nào đúng không? Chuyển lên mức năng lượng n. Đáp án của cô 22. Đáp án C. n. Câu 23, một câu liên quan đến vật lý lớp 11. Vật lý lớp 11. À vật lý lớp 11 người ta có cái suất uh, điện động, độ lớn của suất điện động. Cảm ứng EC bằng trị tuyệt đối của delta phi chia cho delta t delta t là thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch delta phi là độ biến thiên từ thông lấy từ thông sau trừ từ thông trước 0,02 trừ 0 chia cho 0,05 tức là 2 phần 5 2 phần 5 là 0,4 đáp án câu câu 23 là đáp án đề quan trọng là nhớ công thức này đúng không độ lớn của suất điện động cảm ơn lại quay đều rồi Câu 23, 24 Trong thí nghiệm y âm về giao thoa ánh sáng đơn sắc Khoảng vân đo được là y Bằng 0,8 mm Trên bàn khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp 3 vân sáng liên tiếp Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là một khoảng vân Đúng không? 3 vân sáng liên tiếp thì hai khoảng vân Lấy 2 x 1, phải, à, 0,8 thì bằng 1,6 Đáp án của chúng ta là đáp án B. Đúng không? Đáp án B. Rồi, chúng ta chuẩn bị sang một câu tính toán một chút, gọi là tính toán cho vui thôi. Không có gì quá phức tạp. Cả. Rồi, chắc là dễ quá nhiều bạn cũng không không làm tiếp. Mà dễ mà làm chắc, sau đó mới làm các câu khó thì chúng ta mới yên tâm về điểm số được. Câu 25, hạt nhân sắt 5626 có năng lượng liên kết riêng. Năng lượng liên kết riêng bằng năng lượng liên kết chia cho số nucleon. Đấy. Ở đây người ta cho là 8,8 MeV chia cho nucleon. Năng lượng liên kết của hạt nhân sắt này là bao nhiêu? Chúng ta lấy năng lượng liên kết thì sẽ bằng năng lượng liên kết riêng nhân với số nucleon. Thế ở đây chúng ta chỉ việc lấy bao nhiêu?

Câu 26. Ở một nơi trên mặt đất có lắc có chiều dài L dao động điều hòa chu kỳ T. 26. T bằng 2 pi căn bậc 2 của L trên trên g. Cũng tại nơi đó tức là g giống nhau. Con lắc đơn có chiều dài L trên 4 T phẩy Bằng 2P Căn bậc 2 của L trên 4 Chia cho G Tức là bằng 2P Căn bậc 2 của L trên G Bên ngoài này chia thêm Thêm cho 2 Đúng không? Đa bán của 26 Là đa bán C Hoặc là chúng ta làm nhiều Chúng ta sẽ lập luận được ngay là Chu kỳ tỷ lệ với căn bậc 2 của chiều dài Ở đây chiều có chiều dài 1 phần 4, tức là chu kỳ của nó thay đổi một lượng là căn bậc 2 của 1 phần 4, tức là bằng 1 phần 2 đúng không? Một câu nhẹ nhàng nữa bấm máy tính thôi Thông hiểu Mạch chọn sóng của một máy thu thanh là mạch dao động gồm quận cảm có độ tự cảm L bằng 5 10 micro Henry bằng 5 x 10 mũ trừ 5 Henry micro nhân 10 mũ trừ 6 vất một số không đi là 10 mũ trừ 5 à, lấy pi bình bằng 10 để thu sóng điện tử có tần số F bằng 10 MHz mega thì 10 mũ 6 ở đây là 10 mũ 7 h và tính C chúng ta nhớ cái công thức là F bằng 1 chia cho 2P căn LC Được chưa? Từ đó chúng ta sẽ suy ra được là C Bằng 1 chia cho 4P bình Nhân với L Nhân với F bình phương Bằng 1 chia 4P bình tức là 4 x 10 L để bài cho rồi 5 Nhân 10 mũ trừ 5 à, F bình phương 10 mũ 7 bình phương là 10 mũ 14 Đấy 5 4 20 Thì chỗ này thành 200 dư ra 2 số 0 Thì chỗ này là 1 phần 2 Đúng không? Chỗ này 2 số 0 thì chỉ tiêu này là 10 mũ uh, Âm 3 Âm 3 này là 10 mũ dư 11 Đưa lên tử là 10 mũ Âm 11 Tức là bằng 5 Nhân 10 mũ trừ 12 Vậy là 5 pico Farah đáp án của chúng ta với câu 27 là đáp án B. Các đáp án đều là số 5, vấn đề là chúng ta đổi cho nó chuẩn. Vẫn có người đổi sai đơn vị đấy. Nha. Thực ra là đề thi uh, chính thức ấy, thì cùng lắm là một vài ba câu ấy, của uh, mức uh, vận dụng cao thì nó có thể khó hơn một chút. Còn cái mức uh, 8 điểm thì nó vẫn thế mà thôi. Đấy, chúng ta cứ để ý đề tham khảo và đề chính thức 3 năm, 2 năm trở lại đây, năm 21 và năm 22. Chúng ta sẽ phát hiện ra điều đó. Và cái số lượng câu gọi là câu lý thuyết, câu định tính không tính toán khá là nhiều. Nó cũng phải tầm 20 câu. Đúng không? 40 câu thì phải tầm 40% 40% thì nó là khoảng 16 câu Trên dưới 16 câu Tầm có thể đến 20 câu Mà Chúng ta đừng có đừng, đừng chủ quan Kiếm điểm này rất là dễ Câu 28 Cho tần số góc của điện xoay chiều Hai đầu mạch đoạn mạch chỉ có cảm thuần tính cảm kháng, dễ không thể tưởng được. Đến câu 28 7 điểm mà quá dễ. L omega. Đúng không? Sẽ bằng 20ω. Đúng không? Bằng 100 0,2 trên pi. Nhân 100 pi. Bằng 20ω. Đáp án của câu số 28 này. đó không? 28 câu đầu nó nhẹ nhàng thôi Không có đau to vô lớn gì Đó Cho nên cứ làm chắc Cho thầy 28 đến 32 câu Sau đó chúng ta tính tiếp Đúng không? Sẽ sau câu 28 đến các câu còn lại Thì nó sẽ làm cho chúng ta tính toán Làm bài chậm hơn một chút Đấy Mức độ nó khó dần lên mà Ok Tiếp tục câu 29 Câu này vẫn còn dễ <laughs> giới hạn quang dẫn của PPS là 4,14 micromet cho H cho C. Tính năng lượng cần thiết nó chính là năng lượng kích hoạt, nó chúng ta cứ có thể tạm hiểu là um, tạm hiểu là giới hạn quang điện. Đó, giới hạn quang điện, đây là năng lượng kích hoạt chính là năng lượng à, gọi là công thoát đấy, chính là công thoát. Chính là A bằng HC ấy chia cho 5 đa 0 ấy. Đấy. làm ra 0 này đây h là 6,625 nhân 10 34 anh này phải đổi ra mét nhé chúng ta lấy 6,625 nhân 10 mũ 34 nhân 3 nhân 10 mũ 8 bạn nào làm quen rồi thì chúng ta sẽ lấy là 1,9875 nhân 10 mũ 25 đúng không chia cho nhớ là phải đổi ra mét 4,14 x 10 mũ trừ 6 thì sắp xỉ 4,8 x 10 mũ trừ 20 4,8 x 10 mũ trừ 20 là bàn C Đấy Chính là công thức liên hệ của công thoát và giới hạn cung điện trong cái hiện tượng uh, quang điện ngoài Hiện tượng quang điện trong thì uh, người ta có khái niệm là giới hạn quang dẫn Đúng không? Còn uh, hiện tượng quang điện ngoài thì có khái niệm là giới hạn quang điện một câu cũng nhẹ nhàng đến câu 30 khả năng câu 31 câu 32 chúng ta mới lăn tặt đó thế thì cái, cái 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 mức độ nó phân hóa rất là là dễ hình dung đến câu 28 29 30 là còn nhẹ nhàng đến câu 31 32 bắt đầu khó khăn hơn rồi và từ câu 33 trở đi là khó còn câu uh, cuối cùng Ba câu cuối cùng, bốn câu cuối cùng là cực khó, thường là thế, đúng không? Đấy. À một sợi dây mềm có hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng và chỉ có một bụng sóng. Hai đầu cố định và sóng dừng chỉ có một bụng sóng thì k bằng k bằng 1. Sóng truyền trên dây có bước sóng 120 m à 20 cm. Chiều dài của sợi dây. Rất đơn giản L bằng k lambda trên trên 2. Được không? chúng ta sẽ có là L bằng 60. 60 cm. Đáp án của chúng ta là đáp án là A tiếp 30A. Không gì khó khăn làm rất là nhẹ nhàng. Câu 31. có thể cảm giác rất là nguy hiểm nhưng những bài dài dòng những bài khó liên quan điện chúng ta cứ tóm tắt và khai thác những cái thông tin chắc chắn sẽ có hướng đi. Nhớ là tối mai đúng khung giờ 20 giờ nhá, đến 20 giờ 15. Đấy trong khung đấy thầy sẽ lên sóng với 8 câu và phân tích rất kỹ, Thể làm rất chi tiết. Đó. Câu 31, đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mảnh gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi R bằng R1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L và C lần lượt là UL UC với UL à UC bằng 2 lần UL và bằng bằng U khi R bằng R2 bằng R1 chia cho căn 3 thì điện áp UL 100 V Đấy Hãy tìm U Chắc chắn chúng ta phải so sánh UL với U rồi Đúng không? Thế thì về nguyên tắc lập luận chúng ta sẽ làm như thế này này UL Bằng ZL Nhân với Y Tất nhiên thầy đang xét trong tình huống này 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 U Bằng Z Nhân Y Đúng không? Bằng căn bậc 2 của Chỗ này là R2 bình phương này cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Đúng không? Nhân với y. Thế thì chia với với, với chúng ta sẽ có là u chia cho ul chính bằng z z đúng không? Bằng z trừ zl. Đấy. Và nhớ là chỗ này nó khác so với có thể suy ra z ở đây nhá là căn bậc 2 của R2 bình phương cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương chia cho ZL. À, tốt nhất chúng ta sẽ sử dụng cái phương án gọi là phương pháp chuẩn hóa số liệu. À, tôi sẽ quy ra một cái số cho nó dễ tính. Còn không để để tổng quát vẫn được. Thì chỗ này chúng ta nên đặt là UL bằng 1. À xin lỗi ở đây chúng ta sẽ suy ra biểu thức z bởi vì z nó mới không đổi còn ucl vẫn thay đổi đúng không? Zl bằng hai lần zc bằng z trong tình huống này nhá z trong tình huống một này nhé, nó khác z này đấy không Cẩn thận vác vào đây là sai ngay đấy. Đó. Thế thì thầy giả sử chỗ này là z uh, zc chứ nhỉ? Zc bằng hai lần zl. Zl bằng 1 thì ZC bằng, bằng 2 Đây sẽ phải suy ra R R1 đúng không R1 Ê, Ở đây chúng ta Z Z bằng mấy Z bằng 1 Đó Ờ À xin lỗi là Z bằng 2 Z bằng 2 Từ đó chúng ta suy ra R1 đó. Ở đây chúng ta sẽ suy ra R1 Chứ đừng bao giờ thay Z vào chỗ này nha Z này khác Z này nha Uh, ta sẽ có z đây z trong tình huống này vẫn bằng căn bậc 2 của r một bình cộng với zl trừ zc tất cả bình khi chúng ta tính toán với cái số cụ thể thì nó sẽ gọn biểu thức hơn cho nên người ta gọi là phương pháp chuẩn hóa số liệu là như thế chỗ này là là hai bằng căn bậc 2 của r một bình cộng với zl là hai a à là một đúng không? ZC là hai bình phương. Và bình phương lên dễ dàng tính được R R1. Chỗ này là 4 này, 4 1 là 3, căn bậc 2 R1 bằng căn 3. R1 bằng căn 3 thì chúng ta sẽ suy ra R2 bằng R2 bằng 1. Đúng không? R2 bằng 1 thì thay vào đây. Thì chúng ta sẽ có là gì? ZL vẫn thế nhá, ZL vẫn không đổi nhá chỉ có cái z này này và z trong tình huống thứ hai là khác nhau thôi nhá. Ta sẽ có à u chia cho ul bằng căn bậc 2 r2 là 1 bình phương. zl trừ zc là 1 2 bình phương bằng 1 đúng không? Chỗ này là zl bằng bằng 1. Thì chỗ này nó sẽ bằng căn căn 2. Thế thì u sẽ bằng căn 2 ul bằng 100 căn 2 một. Đáp án câu 31 là đáp án D. Đấy, câu 31 bắt đầu nó thú vị rồi. Cảm ơn bạn PuPu. Đã đặt niềm tin vào đây. đấy bắt đầu là có những sự phức tạp nhất định rồi đây thầy lập luận theo đúng là thầy là một học sinh trung bình đúng không ở đây người ta sẽ cho d thay đổi này d thay đổi được này là thí nghiệm yêu do thoại sáng à, chiếu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng bước sóng nằm trong đoạn à trong đoạn từ à, lambda sẽ chạy trong đoạn từ 0,38 đến 0,64 micromet là nano thì thể đổi ra micro à, xm và xn lần lượt là à, 6,4 và 9,6 à, ở, ở đợi, lúc đầu thì người ta cho d bằng d1 tức là cái khoảng cách từ hai khe đến màn là 0,8m tình huống thứ hai là d bằng d2 bằng 1,6 1,6m thì một trong hai vị trí mn là vân tối tịnh tiến màn từ vị trí cái khoảng cách d1 đến khoảng cách d2 thì trong quá trình dịch chuyển thì số lần n là vị trí của vân sáng à, lúc đầu là vân sáng sau đó đến à, khi d bằng d hai thì một trong hai anh là vân tối đó đấy là một cái câu chuyện thế chúng ta sẽ đi lập luận như thế này chắc chắn phải tìm được bước sóng lambda đúng không rồi là lập luận cái câu chuyện là thứ nhất là lambda chạy trong đoạn này đấy và d nó chạy từ 0,8 đến 1,6 đấy lần đầu tiên thầy giải Lần đầu tiên chúng ta gặp thì chúng ta sẽ giải như thế nào? Ai bảo đại học không có phần nhiệt, chắc chắn có phần nhiệt nhá. À thi đại học thì không có phần nhiệt. Tức là thi tốt nghiệp trung học phổ thông không có phần nhiệt nhưng lên đại học, đại học đại cương học nhiệt rất là tích cực luôn. Ở à đây thầy sẽ khai thác là trước tiên ở khi d bằng d1 đã. d bằng d1 hai anh đều là vân sáng à, ừ. hai anh đều là vân sáng mn cách vân sáng trung tâm lần lượt ban đầu d bằng d 1 thì tại m và n là vị trí các vân sáng à. các vân sáng thì thầy sẽ có là xm chia cho xn bằng ở đây thầy sẽ có là i 1 bằng lambda d 1 chia cho chia cho a a ở đây người ta cho bằng 0,5 mm Đấy. Cả hai anh đều là vân sáng Thầy mới đi tìm cái uh, tỷ lệ Ở đây chúng ta sẽ có là X thì bằng KI đúng không? Vân sáng thì X bằng KI X bằng KI Đúng không? Thầy sẽ có KM Chia cho KN và Y giống nhau rồi Đúng không nhỉ? Thì chỗ này thầy thay KXM chia XN Nó là 6,4 Chia cho 9,6 Thì nó sẽ bằng 2 phần 3 Đúng không? Từ đó chúng ta sẽ có KM Nó sẽ bằng một số nguyên Nhân với 2 Đúng không? 2P KN Bằng 3 Và P Đúng không? Thế thì KN có thể là số lẻ Còn KM Nó là số chẵn Đúng không? Nếu mà đồng thời hai anh đều là vân sáng nhưng có trường hợp là vụ nó hoàn toàn có thể là trong quá trình thay đổi thì có thể là một anh là vân sáng một anh là vân tối đúng chưa à, đây là trong trường hợp đầu thì phải phải thỏa mãn như thế thế bây giờ chúng ta sẽ xét tình huống này khi dịch chuyển thì một trong hai đến D2 Thì một trong hai anh là vân tối Đúng không nhỉ? Và chúng ta có này Khi D Bằng D2 Thì rõ ràng chúng ta thấy D2 gấp đôi D1 Cho nên chúng ta sẽ dàng có được I2 Bằng hai lần I1 Đúng chưa? Đấy Thế thì thầy mới đi tìm xem là điểm M hay điểm N lúc này nó trở thành vân tối thì hợp lý đúng không thế nhìn này n có thể là lẻ đấy nhỉ thế thì ở đây nếu mà nó là vân tối thì chúng ta sẽ có là x tại vị trí nào đó nó sẽ là k k nhân với y 2 nhưng k phải là là số bán nguyên đúng không nhỉ? đấy, thế thầy giả sử à thầy thấy n này đây là số số bán nguyên mà nếu mà nhân với hai đúng không à, x này vẫn là tại điểm n chẳng hạn xn tính bằng k i hai vậy trường hợp này gọi là k hai i hai đi trường hợp đầu tiên là vân sáng này thì thầy sẽ có xn lại bằng k một i một anh này anh K2 này phải là số bán nguyên còn anh K1 này phải là là số số nguyên. Đó, đúng nhỉ Thế thì chúng ta đã thấy này, Xn giống Xn cho nên thầy sẽ có là K2 Y2 K1 Y1 cùng vị trí N mà. À Y2 à K 2 thì thầy thay bằng 2 Y1 2 K2 Y1 bằng K1 Y1 Tức là K1 bằng 2 lần K K2 Thế thì K2 là số bán nguyên K1 là số nguyên Số bán nguyên nhân 2 thành số nguyên hợp lý quá rồi Vậy N Ở N Là vị trí Vân tối Khi d bằng d2. Khi d bằng d2, đúng không? Còn m nó vẫn là vân sáng trong cả hai tình huống. Cả Hai tình huống. Đó. Thế thì chúng ta sẽ đi đi giải để suy ra gì? Để chúng ta suy ra lambda. Đó, lambda. Ờ vậy chúng ta sẽ xét trong tình huống trong tình huống là điểm M, à điểm à điểm N, đúng không? Điểm N. Đó, à, điểm N. XM nó là 6,4, XN à ta sẽ có 9,6 bằng KN nhân với Tất nhiên là chúng ta phải xét nó nằm ở ngoài cùng điểm N nó phải là, là là nằm ở điểm ngoài cùng đúng không? K lambda cần tìm D1 D1 hay D2? D1 đi, D1 ở vị trí D1. 0,8 chia cho A là 0,5. Được Thế thì ta sẽ có là lambda sẽ bằng 4,8 chia cho 0,8 là 6 6 chia cho KN là lambda Lambda thầy cho chạy từ 0,38 đến 0,64 Thầy đang xét khi Đây là nhớ là khi D bằng D D1 Nó đang là vân sáng Đúng nhờ Đang là vân sáng Thì K nó phải là số nguyên KN số nguyên và xét điểm K lớn nhất là ở vị trí ngoài cổ Đúng không nhỉ K là ngoài, ngoài cổ Thì ở đây chúng ta sẽ có KN Của thầy trong trường hợp này Nó chạy từ 6 chia 0.38 6 chia 0.64 9.375 Nhỏ hơn hoặc bằng 15,79 Đó Vậy nó là số nguyên cho nên cái vị trí N này ứng với KN phải bằng 15 15 Đúng chưa? Thế KN bằng 15 rồi thì thầy sẽ có này Thay ở đây này À thay ở đây này Lambda Lambda sẽ bằng 6 phần 15 Tức là bằng à, à, 2 Đúng 6 phần 15 nhỉ Đúng rồi 6 phần 15 chia cả tử với mẫu cho Anh này là à, 3, à, 2 phần 2 phần 5 tức là bằng 0,4 micromet À lambda bằng 0,4 micromet Tiếp tục chúng ta giải Để biết bao nhiêu lần vân sáng à, Ta phải xét ở cái vị trí D2 à, Đầu tiên ấy, Nó đang Khi D1 này thì nó sẽ có các vị trí là ứng với KN là bao nhiêu? KN bằng lớn hơn bằng anh này là 10 11 Xin lỗi thầy chia lại xem là 6 chia cho 0,64 Đúng rồi 6 chia cho 0,64 Đúng rồi Thế thì lớn hơn anh này thì là 10 11, 12, 13, 14, 10, 15 Đúng không? Đó Thế điểm ngoài cùng là 15 Đấy, tại sao lại lấy 15? Xong rồi, thầy sẽ đi xác định khi D bằng D2 D bằng D2 Đúng nhỉ? Thì nó là vân tối là Vân tối thì thầy sẽ tìm được cái K KN, KN phẩy là thầy sẽ có là 9,6 bằng KN phẩy nhân với 0,4 nhân đấy là lambda đúng không? D là 1,6 chia cho A là 0,5 thì thế k KN phẩy của thầy sẽ bằng 9,6 nhân 0,5 nhân 0,5 chia cho 0,4 chia tiếp cho 1,6 là 7,5. À 7,5. 7,5 mà nó chạy tới. Đấy à, nó là số bán nguyên đúng không? Sau đó nó sẽ đến 7,5 là vân tối sau đó nó ứng với vân sáng là 8 đúng không? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nó vân sáng rồi. Thế thì nó sẽ là mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Đấy, Bây giờ nó rất là lòng ngoằng như thế Đấy là lập luận của thầy Khi coi như lần đầu tiên Chúng ta học những kiến thức cơ bản về sau do thoa Sau đó chúng ta sẽ có những cái lập luận Để làm nó nhanh hơn Đấy, Sau khi các bạn uh, lập luận uh, Làm nhiều chúng ta sẽ có cái giải pháp Loại trừ nó thông minh hơn Đúng nhỉ? Như thế là mất rất nhiều thời gian Không quá khó nhưng rất nhiều thời gian Ở một nơi trên mặt đất có hai con lắc đơn Có chiều dài là L và L cộng 45cm à, Cùng được kích thích để dao động điều hòa Chọn thời điểm ban đầu là lúc dây treo của hai con lắc đều có phương thẳng đứng Lúc đầu là đều có phương thẳng đứng Đó khi độ lớn góc lệch dây treo của một con lắc so với phương thẳng đứng là lớn nhất, lần thứ ba thì con lắc lại ở vị trí dây treo trùng với phương thẳng đứng à, lần thứ hai, à, với phương thẳng đứng lần thứ hai, không tính thời điểm ban đầu. Đấy. thì à, thì con lắc còn lại đấy, ở vị trí dây treo trùng với phương thẳng đứng lần thứ hai, giá trị của l nó rất là loằng ngoằng. bây giờ chúng ta sẽ phân tích hiện tượng, phải phân tích hiện tượng mới ra câu chuyện được. đây Lúc đầu thầy đang xét con lắc thứ nhất là con lắc ứng với chiều dài L với chu kỳ là T1. Thế thì người ta bảo là đưa nó lên vị trí gì nhỉ? Vị trí biên độ cực đại đúng chưa? À, con lắc đều phương thẳng đứng rồi được kích thích dao động điều hòa chọn thời điểm là lúc bắt đầu ở phương thẳng đứng này T bằng không ở đây này. Đó. Khi độ lớn góc lệch dây treo của một con lắc so với phương thẳng đứng là lớn nhất lần thứ ba, à, lần thứ ba thế thì à, chúng ta sẽ có anh thứ nhất à, là ở đây là không tính thời điểm ban đầu à thế thì ở đây chúng ta sẽ có là góc lệch lớn nhất là đầu tiên sau đó lần thứ hai là về vị trí bên kia đúng không về thứ hai thì hết bao nhiêu một à, nửa chu kỳ đúng nhỉ sau đó là à khi độ lớn của góc lệch dây treo của một con lắc so với phương thẳng đứng là lớn nhất lần thứ ba thì con lắc ở vị trí dây treo chung với phương thẳng đứng. À, còn lại lần thứ hai. Thế để ở đây bắt đầu xuất phát từ đây lên là t trên trên 4. T1 trên 4. Đúng không? Sau đó về vị trí thứ hai là t1 trên 2. Đúng không? Sau về vị trí thứ ba là về vị trí ban đầu cộng tới t1 trên 2 nữa. Đấy. Tóm lại là cái thời gian đó với con lắc thứ nhất là T1 trên 4 cộng T trên 2, à T1 trên 2 cộng T1 trên trên 2. Thì nó sẽ bằng 5 phần 4 T1. T1. À tiếp tục để lát nữa thầy sẽ xem xem là T1 thì ứng với chiều dài L hay T2 là chứng ứng với chiều dài l nhá chưa cần biết tiếp tục thầy xét anh à, con lắc thứ hai à, thế thì người ta bảo là gì à trùng với à con lắc còn lại ở vị trí dây treo trùng với phương thẳng đứng lần thứ hai à lần thứ nhất đây lên vị trí biên về vị trí này đúng không à nhưng mà ở đây mới là tính lần thứ nhất mới tính lần thứ nhất đúng không nhỉ thế thì chỗ này nó sẽ là t 2 đầu tiên là ở vị trí này thời gian bắt đầu ở đây xong là lên vị trí này xong về vị trí này mới là về vị trí cân bằng lần thứ thứ nhất lên đây về đây lần thứ hai t 2 trên 2 thì anh này tiếp tục là t 2 trên trên hai vậy đối với con lắc thứ hai thì cái thời gian t đó để nó thỏa mãn về vị trí cân bằng cùng với anh đầu tiên thì mất thì nó sẽ mất một cái khoảng thời gian là t mấy t 2 đúng không đúng không nhỉ đây này bằng thời gian anh thứ hai trùng với phương thẳng đứng lần thứ hai rồi thế thì cái thời gian này phải bằng nhau à, và chúng ta nhìn thấy này 5 phần tư t 1 anh này là t 2 Vậy anh T1 ứng với Ứng với gì? Chiều dài L Xin chào bạn Đức Cường Xin chào uh, thầy Bá Ước À, thế thì hai anh này bằng nhau Và nhớ là T1 Tại sao thầy lại khẳng định T1 ứng với L Bởi vì anh này 5 phần 4 T1 với bằng T2 Đúng không? Thế ta sẽ có là 5 phần 4 T1 bằng T T2 T1 ứng với chiều dài là L Và T2 ứng với chiều dài là L cộng 45 Nhưng vì nó sẽ suy ra tỷ lệ Cho nên thầy không phải đổi về mét nữa Đúng không? Ta sẽ có 5 phần 4 à, T1 nó tỷ lệ với căn bậc 2 Đúng không? Cứ viết đi Viết cả cái công thức là 2P căn bậc 2 của L trên G Bằng uh, T2 là 2P căn bậc 2 của L cộng với 45 chia cho G. Đấy, rút gọn 2P đi, rút gọn G đi. Sau đó bình phương hai vế thì thầy sẽ được 25 phần 16 L bằng L cộng với 45. Đúng chưa? Ta sẽ có là 25 L bằng 16 L cộng 16 nhân 45 à, chuyển vế là 9L bằng 16 x 45. Đấy. chia cả hai vế cho 9 thì anh này là à, uh, bao nhiêu? 5 đúng không? 5 x 16 là 80. L bằng 80 cm. Đấy. Có bạn có phát hiện nhanh hơn Chúng ta sẽ có thể xử lý À 80cm câu C à, Xem có bạn nào hỏi gì không Ok, các bạn đang theo dõi thầy trên các kênh có hỏi gì chúng ta cứ comment. Bài này chừng, chẳng qua là xử lý linh hoạt trên trên cái hiện tượng đúng không? Và chúng ta phân tích cái quá trình dao động thôi. 2k6, cái k 6 thì lúc nào có nhu cầu ví dụ đến chuẩn bị kỳ thi học kỳ 2 thầy sẽ hỗ trợ. Ok, bạn Minh Đức ở trên kênh YouTube thì đã trả lời được là bằng 20 à bằng 80 cm trả lời rất là 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 chính xác luôn. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục sang câu thứ hai. Câu 34. Câu 34 một câu liên quan đến uh, giao thoa sóng cơ. Các em uh, để ý câu giao thoa sóng cơ này. Đây sẽ tóm tắt Trong thí nghiệm giao thoa Ở trên mặt chất lỏng Hai nguồn kết hợp AB cách nhau 9,6cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng Tức là hai à, nguồn cùng pha Thì cái điều kiện giống như chúng ta hình thành lý thuyết trên sách giáo khoa Ở mặt chất lỏng P là điểm cực tiểu giao thoa Và cách AB lần lượt là 15 À đây A B 15 và 20. Thì để tương đối đây là điểm mà điểm P. Đó, chỗ này là 15. Chỗ này là 20. Điểm cực đại là giữa. Đấy, cực đại ở giữa. Gọi là cái cực đại trung tâm. Rồi. À, người ta bảo là gì? Giữa P và đường trung trực có hai vân cực tiểu. À. Đầu tiên là cực đại này xong đến cực tiểu đúng không? sau đến cực đại xong đến cực tiểu tóm lại là người ta bảo là giữa cái điểm P này và đường trung trực có hai cực tiểu. Đấy. Vậy anh này sẽ P thuộc cực tiểu. Thứ mấy? Thứ 3. Đúng không? Mà điều kiện cực tiểu là chúng ta sẽ có là D2 trừ D1 bằng k lambda. Ở đây D2 là 20, D1 là 15. Khi mà trừ đi mà nó dương À đây là 20 Trừ 15 K ở đây chúng ta sẽ lấy số mấy Nếu mà thầy lấy K dương Thì cực tiểu thứ ba Suy ra K chúng ta thay bằng Bằng 2 Còn nếu âm thì K chúng ta thay bằng trừ 3 Ở cái bài liên quan đến giao thoa sóng cơ ở Trên mặt nước thì sẽ phân tích rất là kỹ Chỗ này chúng ta cứ tạm hiểu là Bên này đang dương rồi K Mà cực tiểu thứ ba thì suy ra K phải bằng 2 À xin lỗi không phải bằng K lambda bởi vì là cực tiểu Cực tiểu chúng ta phải có công thức là gì 2K cộng 1 Lambda trên 2 Đấy cực tiểu à, Cực tiểu không phải là K lambda 2K cộng 1 K phải bằng 2 Tức là chỗ này sẽ là 2 Nhân 2 Cộng 1 Lambda trên 2 Đấy Ở đây là 5 Bên này là 5 Là hết Vậy lambda sẽ bằng Lambda bằng 2cm Rồi Trước tiên chúng ta khai thác xong cái thông tin này đã Tiếp tục quay trở lại đề bài Số điểm cực đại trên đoạn thẳng AP Số điểm cực đại Thế thì à, cái dạng toán này là dạng toán mà thầy à, đi tìm cái hiệu đứng đi Sau đó thầy cho chạy từ điểm A đến điểm điểm P Điểm A đến điểm P Đấy cho nó chạy à, Chúng ta sẽ có D2 chứ D1 tương ứng tại điểm A điểm A thì D2 là đoạn AB luôn, D1 bằng 0 đúng không? D2 trừ D1 chính bằng à D2 là AB là bằng 9,6 trừ 0 bằng 9,6. Tại điểm P thì D2 trừ D1 à điểm P đây, D2 đây, D1 đây, trừ nhau bằng 5 cm chúng ta vừa nói rồi. Đó Thế thì à, cực đại, cái điểm cực đại Một điểm m cực đại Trong cái đoạn này Thì nó đều thỏa mãn cái biểu thức là D2 trừ D1 Nó bằng K lambda Đúng không? Từ đó thầy sẽ cho là K lambda Nó chạy từ à, Không thể trùng được trong, trong cái đoạn này thì P nó là cực tiểu rồi Cho nên không thể bằng được A không tính rồi Chúng ta phải cho nó chạy từ à, 5 Đến 9,6 có bao nhiêu số k thì có bấy nhiêu điểm. 5. nhỏ hơn k ở đây chúng ta đang cần tìm lambda bằng 2 2k nhỏ hơn 9,6. Vậy k chúng ta sẽ lớn hơn 2,5 và nhỏ hơn 4, 4,8. Mà nó là số nguyên đúng không? Từ đó chúng ta sẽ có k bằng mấy? k bằng 3 và k bằng 4, có 2 giá trị thích hợp. Vậy trên đoạn AP có 2 điểm cực đại hai điểm cực đại đó rất là phát triển từ bài toán rất là cơ bản còn làm nhanh hay không là phụ thuộc vào từng bạn rồi chính xác rồi rất nhiều bạn hai k tư cũng đang vào cảm ơn các bạn hai k tư nên động viên các em để năm nay thi tốt hơn à, Chúng ta đọc trước cho thầy câu 35 Câu 35 là một câu liên quan đến khai thác đồ thị Đấy. Thế thì bao giờ chúng ta cũng khai thác hai trục Một, chục, một trục thường là một trục uh, thời gian Và một trục về giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện Rồi. Ở đây chúng ta có cái đồ thị đặt điện áp xoay chiều U vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R bằng 40 ôm. À, quận cảm thuần R bằng 40 ôm. quận cảm thuần có độ tự cảm 1/2 p Henry. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp UR giữa hai đầu điện trở theo thời gian, biểu thức U tính theo thời gian tức là viết biểu thức U giữa hai đầu đoạn mạch. Thế thì về nguyên tắc viết U là ta phải tìm U0 và độ lệch pha Tức là pha ban đầu của U Thì pha ban đầu của U thì chúng ta sẽ sẽ phải so sánh cái U Đề bài cho là UR Và U Chúng ta cần biết Đúng chưa Thế bây giờ chúng ta đi khai thác à, Tìm U0 và Phi Tất nhiên phải tìm Omega Omega chúng ta sẽ khai thác chục thời gian à, Chúng ta nhìn này Thầy luôn luôn bảo là Khi nó hoàn thành một đường hình sin trọn vẹn Thì nó ứng với một chú Chu Kỳ Đây Thế đây là... ở đây là điểm giữa, đây là điểm giữa. Đấy, có đây là một nửa, đây là một nửa thành một đoạn. 1 2 3 4 5 6. Vậy chu kỳ bằng 6 ô. 6 ô. Mỗi ô bao nhiêu đây? À 3 ô này là 12,5, 6 ô là 2, 25. 25 mili giây. Tức là bằng 25 nhân 10 mũ trừ trừ 3 giây. Từ đó chúng ta sẽ có omega bằng 2 pi trên trên t. Đó. bằng 2 pi chia cho 25 nhân 10 mũ trừ 3. Đưa lên tử chúng ta sẽ có là 2000 chia 25 thì nó sẽ là 80 pi radian trên giây. 80 pi radian trên giây thì thầy sẽ loại được hai đáp án. Đáp án A và đáp án B loại chỉ có C và D đúng không? thầy sẽ chỉ chi tiết cho chúng ta đến viết phương trình cuối cùng nhưng mà trong quá trình làm thì phải biết được là nếu làm thật ra có thể loại trừ các đáp án một cách nhanh chóng và không cần tìm cái thông tin còn lại nữa ví dụ thầy tìm được còn hai đáp án này thầy sẽ tìm độ lệch pha để suy ra pha ban đầu nếu ra ban đầu kết quả 7 pi trên 12 thì chọn đáp án C pha ban đầu uh, pi trên 12 thì chọn đáp án D Thầy không cần phải đi tìm Cái gì nữa? Cái U0 nữa Đúng không? À, thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này Nhưng mà thầy vẫn hướng dẫn để chúng ta làm tính được cả ra Được chưa? Ok Ok chúng ta đang đi tìm Phương trình của UR UR Bằng UR, U cực đại của r là, là 60 đúng không? 60 cột 80 pt 80 pt pha ban đầu của nó bằng bao nhiêu đây à đây là tại thời điểm ban đầu nó ở vị trí 30 và đang đang giảm chúng ta sẽ sử dụng giản đồ vector tất nhiên là những cái kiến thức về viết phương trình này thì ở trong các bài toán thầy đã đã giảng rồi à, và chúng ta có thể tham khảo ở bài giảng viết phương trình dao động điều hòa trên YouTube có rất nhiều nha. Ở đây là u à biên độ anh này là u, 60 đúng không? trừ 60. Và nó đang ở vị trí 30. 30 và và tiếp tục giảm đúng không? 30 và có hai vị trí trên và dưới nhưng nó đang đi nó đang giảm thì chúng ta phải lấy điểm trên. Và dễ dàng tính được góc này là pi trên trên 3 đúng không? Thế thì phương trình của uR là 80 pi t cộng với pi trên trên 3. Đúng chưa? À, giải ra được omega rồi thì chúng ta hoàn toàn tìm được ZL. ZL bằng L omega bằng bao nhiêu đây? L bằng 1 trên 2 pi nhân với 80 pi thì nó sẽ bằng 40 ohm. 40 ohm. Đấy. Bây giờ nhiệm vụ của thầy cho chúng ta phải đi tìm U0 Nhưng trước khi tìm U0 Thì thầy đang chuyển chuyển máy qua đây. Trước khi đi tìm U0 thì chúng ta sẽ đi tìm độ lệch pha giữa UR và U nha. Giữa UR và U thì đi tìm độ lệch pha trước. Ta sẽ đi tìm độ lệch pha tang phi là giữa hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện ZL chia cho R. À, đoạn mạch có mỗi hai thành phần thôi, R và cuộn cảm, không có tụ điện bằng 40 chia cho 40 bằng 1. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra phi ZL trừ ZC đúng không? Phi bằng pi trên 4. Đó. À, tức là UR à, U nhanh pha hơn Y Một góc là pi trên 4 Đấy U nhanh pha hơn Y một góc pi trên 4 mà chúng ta cũng biết luôn là UR lại cùng pha với với Y. À, chúng ta vẽ sản đồ này. Y này. Đúng không? UR trùng luôn này. UL. UL cũng không quan tâm mấy. Đúng không? Đây này. U ra hai đầu đoạn mạch. Góc này là pi trên trên 4. Đấy. UR cùng pha với Y. Mà U nhanh pha hơn y một góc pi trên 4 vậy u nhanh pha hơn ur một góc pi trên trên 4. Vậy ta sẽ có là u bằng u0 cos 80 pi t cộng pi trên 3 mà nhanh pha hơn cho nên nó cộng thêm pi trên 4. À, vậy hai anh này cộng nhau nó đã thành 7 pi trên trên 12. Ta đã chọn đáp án C luôn. Đúng không? Nhưng bây giờ thầy cần tìm thêm cả u0 à, ta sẽ có nhìn này à, hai cạnh này bằng nhau u ur bằng ul vì sao à vì là zl bằng zc à xin lỗi là z vì r bằng zl bằng 40 40 o đều bằng nhau cho nên u không r sẽ bằng u không l đúng không thế dựa vào hình tam giác vuông này chúng ta biết ngay là u u không bằng căn 2 lần là... U0R. Vậy U0 sẽ bằng 60 căn 2 V. Đúng không? Nếu mà có hai đáp án cùng có pha ban đầu là 7 pi trên 12 thì chúng ta tính tiếp U0, còn không đến đây là chúng ta chọn được được ngay đáp án. Rồi, chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu này thì lại dễ, Câu này thì có thể là tính theo câu thông hiểu cũng được Cũng chưa phải là vận dụng Tự nhiên có thêm câu dễ ở cái tám câu cuối này Làm cho mình tự tin hơn Câu này có lẽ là đổi chỗ cho câu số 30, 32 mà hôm trước thì chữa Đổi chỗ thì tốt rồi chúng ta sẽ tiếp tục à, xin chào thầy Lê Khánh tôi sẽ chữa xong vật lý tôi sẽ tiến hành chữa môn lịch sử à, tiếp tục này một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với công suất P bằng 50 mW tức là 5 nhân 10 mũ trừ 2 W. À, trong một giây nguồn phát ra à, N lambda bằng 1,3 nhân 10 mũ 17. Phụ tông. À, chiếu bức xạ vào nguồn có bề mặt à, vào từ nguồn này vào bề mặt kim loại đồng nhôm canxi kali và cesi À, có giới hạn quang điện lần lượt là, là 0,3, 0,36, 0,55 và 0,58 micro. Những anh đó đóng vai trò là lambda không, đúng không? Thế thì điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là lambda phải nhỏ hơn hoặc bằng lambda không. Thầy cần tìm thằng lambda này. Nếu nhỏ hơn lambda không thì uh, gây ra hiện tượng quang điện với các kim loại đó. Còn lớn hơn thì không xảy ra đúng không? Thế thì ta đã có một cái công thức là P bằng số photon phát ra trong một giây nhân với năng lượng một photon hay bằng số photon phát ra một giây E thì bằng HC chia cho lambda. Chỗ này là của lượng tử ánh sáng. À, và định luật thứ nhất của quang điện, định luật về giới hạn quang điện. À đây là định luật về đúng rồi, điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện, định luật 1. Từ đó chúng ta sẽ có lambda cần tìm. Sẽ bằng N lambda nhân H nhân C chia cho chia cho P à, Ai làm nhiều chúng ta sẽ biết được cái tích HC luôn đúng không? N lambda là 1,3 nhân 10 mũ 17 HC là 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 Nhân vào sẽ thấy điều này P là 5 nhân 10 mũ trừ 2. Đó. Thì nhân vào chúng ta sẽ có này, 10 mũ uh, 17 với anh này là 10 mũ uh, 8 đúng không? À trừ 8, trừ 8 rút gọn trừ 2 là trừ 6. Cho nên chúng ta chỉ lấy 1,3 nhân 1,9875. Sau đó chia cho 5 sẽ ra kết quả là bằng 0,51675 nhân 10 mũ -6 m tức là bằng xấp xỉ 0,518 micro micromet. À ta thấy là có uh, không gây ra được hiện tượng quang điện với anh 0,3. 0,36 cũng không gây không thể uh, gây ra được không? à 0,55 ok, 0,58 được, vậy chỉ có hai bức xạ mà ánh sáng này có thể à xin lỗi có hai kim loại mà bức xạ này có thể gây ra được hiện tượng quang điện. Vậy đáp án của câu này là đáp án A. Đấy, có hai thôi. Có hai. Là anh này này. Và anh này. Là đảm bảo anh kia nhỏ hơn, bức xạ nhỏ hơn. À, chúng ta tiếp tục với câu số 37. Lại một câu khai thác đồ thị. Trục nào có thông tin thì chúng ta sẽ khai thác ở các trục đó. Trục nào không có thông tin thì thường chúng ta sẽ không khai thác. Đúng rồi lớp 9 thì nghe chắc chắn không hiểu gì rồi. Rồi các bạn trên kênh YouTube đang trao đổi rất là sôi nổi. Các bạn tiếp tục trao đổi đi và thầy tiếp tục chưa? Trên một sợi dây đang có sóng dừng, hình bên mô tả phần hình dạng của sợi dây tại hai thời điểm T1 và T1, à, thời điểm T2 bằng T1 cộng 0,8 giây. Đường nét liền và đường nét đứt, nét liền là thời điểm T và nét đứt là thời điểm T2, T1, T2. Đó. À, các vận tốc tương ứng ở hai thời điểm này là V2, V1 với tỷ lệ V2 trên V1 bằng 3 căn 6 trên Tốc độ nhá Tốc độ đấy Tốc độ tức là độ lớn à, Tại M Biết điểm M là Tại thời điểm T1, T2 đều có vector gia tốc ngược chiều chuyển động của nó Để lát nữa chúng ta sử dụng cái vòng tròn lượng giác để tính theo omega à, Người ta nói này Trong khoảng thời gian từ T1, T2 thì M đạt tốc độ cực đại V mắc một lần À, tức là nó qua vị trí ứng với Vmax một lần. Vmax một lần tức là đi qua vị trí cân bằng. Rồi. Giá trị Vmax gần với giá trị nào sau đây? Bây giờ chúng ta sẽ khai thác những điều có. Thứ nhất là đồ thị. Anh này là vị trí ngang. Đấy. Anh này nhô lên trên. So với vị trí cân bằng là 2. 2 độ 2 ô và ứng với 2 cm luôn. Anh này xuống điểm thấp nhất là 3 cm. Đó chúng ta sẽ có U1 tại thời điểm chúng ta đang xét thì nó bằng 2 ờ à, đúng rồi bằng 2 cm. Chúng ta đều xét là điểm bụng mà, nó đều là điểm bụng ở thời điểm ừ. đang xét. À U2 sẽ bằng 3 cm. À, và thầy gọi a là biên độ uh, biên độ của cái bụng biên độ của bụng. Từ biên độ bụng đấy thì ở đây chưa phải là cái vị trí lớn nhất đâu, Mới là ly độ tại thời điểm thời điểm chúng ta xét được được chưa? Còn hình ảnh ổn định nó phải đối xứng cơ. Đó. Thì chúng ta sẽ có là V thì bằng độ lớn cho nên V nó bằng căn bậc hai omega nhân căn bậc hai của a bình chứ u bình phương dựa vào cái công thức là v bằng omega căn bậc 2 của a bình trừ x bình ấy, nhưng mà đây li độ tính là u à từ đó chúng ta sẽ có được cái v 2 chia cho v 1 bằng căn bậc 2 của a bình phương trừ đi à, v là tỷ lệ rồi đó chúng ta sẽ tính nha à, a theo cái giá trị của u đây là u 2 bình phương chia cho căn bậc 2 của a bình phương trừ u1 bình phương. À rút gọn à, omega đi rồi. À ta lại có v2 chia v1 là 3 căn 6 chia cho 8 bằng căn bậc 2 của a bình phương trừ đi 3 bình phương chia cho căn bậc 2 của a bình phương trừ 2 bình phương. Bình phương hai vế lên. Chúng ta sẽ được là 3 nhân với 6 là 18. À, 9 nhân 6 54. 54 chia cho 8, 8 là 64. Ờ thầy chia tiêu luôn nhá. Thì nó là 27 phần 32 bình phương bên kia là a bình phương trừ đi 9 chia cho a bình phương trừ đi 4. Nhân chéo lên thầy có 27 a bình phương trừ 27 nhân 4 bằng 32 a bình phương trừ đi 9 nhân với 32 chuyển vế và tính ra a Chúng ta sẽ lấy này, anh anh này chuyển sang anh này là à là 5a bình phương đúng không? thôi thầy viết tiếp là 5a bình phương bằng à chuyển anh này sang đây 9 nhân 32 trừ đi à 27 nhân 4 180 Thì a bình phương bằng bao nhiêu 3, 3, 6 Tức là A bằng 6 cm Đấy, biên độ của bụng là 6 À bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vòng tròn lượng giác để xác định tại thời điểm T1 và thời điểm T2 Nhớ nhá T1 thì nó đang ở vị trí ly độ dương 2 Đến T2 nó đến vị trí ly độ âm 3 Đấy chưa? Và đi qua vị trí cực đại một lần Vận tốc cực đại tức là đi qua vị trí cân bằng một lần đó thầy sẽ vẽ cái hình để cho chúng ta hình dung Ô. Chủ vuông góc đây. À, lúc đầu nó ở đâu? Biên độ là 6 này. Đây là trừ 6 này. Lúc đầu là 2 đúng không? Là 2. Chia anh này 3 phần lấy. Lấy 2 phần. À xin lỗi là lấy 1 phần. Là 2. 2 và lúc đó là nó đang ăn ở phía dương. Cho nên chúng ta sẽ lấy. Lấy vị trí dưới. Ở đây là T1 đúng không? Vị trí dưới. Tại sao thì chỉ, vị trí dưới? Bởi vì nó đang dương. Ở biên dương đấy. Thế phía này bên trên là dương bên này là âm và anh này đang à, đang giảm dần qua vị trí cân bằng lần một lần đây, vị trí v max đây để về vị trí âm 3 âm ba đây đúng không về vị trí này đây là vị trí t t hai đúng chưa đấy nó sẽ đi lên nữa và nó về vị trí T2 này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm góc. Cái góc này à, chúng ta dễ dàng tìm được pi trên trên 6 bởi vì chúng ta tính cốt bên này. Đó, anh này pi trên 3 thì anh này pi trên 6. Anh này chúng ta cũng tính cốt. Đấy, cốt góc alpha này, còn chỗ này là pi trên 2 rồi. Đấy. Ta sẽ tính cốt cốt là 1/3, cốt alpha bằng 1/3 bằng 2 trên 6 bằng 1 phần 3 Chúng ta sẽ tính Tính ra Ship code của 1 phần 3 Tính ra pi nhá Alpha xấp xỉ bằng 0,125 radian. Đấy. Thì đó chúng ta sẽ có tổng cái góc quét. Tổng góc quét này thì gọi là alpha 0. Alpha 0 sẽ bằng pi trên 6 cộng pi trên 2 cộng với 0,125. Đấy. Chỗ này là pi 6, pi 2 là 2 pi trên 3 đúng không? 2 phần 3 nhân với số pi cộng với 0,125. hai phần ba nhân với pi cộng với 0,125 thầy tính lại cho vi alpha này xem chuẩn đấy nhá để chế độ à, radian ship code 1 phần 3 À chỗ này là 1,23 Xin lỗi chỗ này 1,23 Radian à? Đây cộng 1,23 Đấy xong, xong là cộng tiếp Là 2 phần 3 Nhân với Pi cộng với 1,23. À alpha 0 xấp xỉ 3,324 radian. Đấy. Mà alpha 0 thì bằng omega nhân với delta t. Delta t là bằng t2 trừ t1. Bằng 0,8 cho nên chúng ta sẽ suy ra omega bằng 3,324 chia cho 0,8. Sấp xỉ 4,155 Đấy radian trên dây Từ đó chúng ta sẽ có Vmax Bằng 6 x 4,155 4,155 với 6, 6. Sấp xỉ Ăn bằng luôn chứ Chỗ này bằng là 24,93 cm trên dây Đấy Vậy anh nào gần nhất À đáp án của chúng ta Là đáp án C 24,93 uh, ba Thì sắp xỉ 25 Đó đó là một câu mà chúng ta khai thác Đường biểu diễn Đường biểu diễn này không phải là hình ảnh của sóng rừng đâu nhé Mà nó đồ thị thôi Rồi đó là câu số 37 Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Hy vọng rằng chúng ta đủ kiên trì để đến câu cuối cùng. Câu 38. Câu 38 một câu liên quan đến hạt nhân nguyên tử. Chúng ta tiếp tục câu số 38 Một câu liên quan đến phóng xạ Poloni PO21084 Là chất phóng xạ alpha 21084. Phóng xạ alpha Alpha chính là heli 42 đấy Thì cộng với chỉ PB 206882 Ban đầu khối lượng của mẫu mẫu chất thì gọi là m in là 105 trăm lẻ năm g một trăm năm có nghĩa là sau khi tính toán chúng ta sẽ lấy sau đó phải hai chữ số thôi Để hiểu là như thế độ chính xác là tới 1 phần một trăm một phần trăm g trong đó có bốn mươi là mẫu chất phóng xạ à vậy có thể tính được luôn cái mẫu chất phóng xạ m 0 bằng 40 mươi phần trăm nhân với 105 40 phần trăm là 0,4 đấy 0,4 nhân với 105 42 g. rồi phần còn lại không có tính phong xạ giả sử toàn bộ các hạt Alpha sinh ra trong quá trình đều thoát ra khỏi mẫu lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị của u. À, tại thời điểm T5 T bằng 500 52 ngày. Anh này có chu kỳ bán rã là bao nhiêu? 138 ngày. Đấy. Thì khối lượng của mẫu, khối lượng của mẫu anh này M'. Phải. Đấy. Thế bây giờ chúng ta phải phân tích đã. À, lúc đầu là m, sau đó m phẩy phải, phải nhớ cho thầy. m phẩy sẽ bằng cái cái khối lượng của anh không bị phóng xạ là chính là 105 trừ đi 42. Đúng không? 42. Đấy là anh không bị phóng xạ cộng với cái khối lượng còn lại của Polony đúng không cộng với khối lượng của trì tạo ra pb đó thì chúng ta phải tính lần lượt bây giờ rồi thì chỗ này nó sẽ bằng sáu à, mươi cộng với ở à, chúng ta tính mờ như thế nào nhớ này à, thầy suy ra t gấp mấy lần Thời gian này gấp mấy lần chu kỳ bản ra? 552 552 Chia cho 138 À bằng 4 Vậy anh còn lại là M0 Chia cho 2 mũ 4 Cộng M PB Thầy sẽ hướng dẫn cách tính MPB M0 chia cho 2 mũ 4 tức là 16 M0 là 42 42 chia cho 16 2,625 chỗ này sẽ bằng là 63 cộng 2,625 cộng tiếp với m của chỉ Đấy, thế thì ta phải đi tìm m của chì. M của chì thì chúng ta sẽ tính bằng số hạt trì Đấy. Thầy gọi số hạt nhân ban đầu phóng xạ là N0 thì số hạt nhân trì tạo thành sẽ là N0 trừ đi số hạt poloni còn lại. Đúng không? Thì sẽ ra số trì tạo ra đúng không? N0 trừ đi N. Đúng không? Chia cho số Avogadro nhân với 206 à, nhân với số khối của nó. Đấy chưa? Thế bây giờ thầy mới đi tìm cái thằng N0 này. N0 và N. Đấy chưa? N thì bằng N0 chia cho 2 mũ 4. Đấy. Bằng N0 chia cho 16. Từ đó chúng ta sẽ có m của chi sẽ bằng N0 trừ đi N0 chia 16 tức là 15 phần 16 N0 chia cho NA nhân 206. N không chia NA là chính là số mol bán ban đầu. Thay vì tính theo khối lượng. Đúng nhỉ? Số mol ban đầu ta sẽ có này, N 0 là số à, xin, xin, lỗi, không phải số mol mà số hạt ban đầu của polo à của polony đúng không? Polony. Ta sẽ lấy M0 chia cho số khối của trì là 210 đấy ra số mol nhân với số Avogadro. Đúng như nhỉ Từ đó chúng ta sẽ suy ra m của chi bằng 15 phần 16. À n0 thay vào thì NA chỉ tiêu NA là m0 chia cho 210 nhân 20 6. À m0 là 42 chúng ta sẽ tính được à 1206 chia cho 210 nhân với 15 nhân với à bao nhiêu? 42 chia cho 16. Bằng luôn chứ không phải là xấp xỉ bằng 38,625. Đấy, ra. Thì ta sẽ thay ở đây là 63 cộng 2,625 cộng 5 à 38 phẩy 625 bằng một trăm gram Đấy, rất nhiều người có thể bị tính nhầm là không cộng với cái khối lượng trí tạo thành đây không có khối lượng hạt alpha nữa bởi vì nó bay lên rồi đáp án của câu số 38 mươi tám này là đáp án đề. Rõ ràng bài này chỉ dài thôi, chứ không khó. Đúng không? Chúng ta tiếp tục sang câu 39. Ôn lý 10 sẽ uh, trao đổi sau nhé. Câu 39, một câu liên quan đến uh, hệ con lắc lò xo. So. Nếu không tỉnh táo là chúng ta nhầm lẫn, lung tung hết. Câu 39 Bảo, quản, bảo toàn cơ năng lớp 10 thì dễ lắm Hôm tới thầy sẽ có một buổi trao đổi với chúng ta Một con lắc lò xo đặt thẳng đứng. Độ cứng là 100 N/m. À đầu tiên gắn vào m1 bên dưới này, m1 bằng 100 à bằng 200 g. Đầu dưới gắn chặt vào sàn, ban đầu giữ m1 ở vị trí nén 7,1 cm. Sau đó đặt vật nhỏ là m2 bằng 100 g bằng 0,2 kg bằng 0,1 kg à, m2 sẽ lớn là bằng 50 gram không phải là 100 0,05 rồi thả nhẹ để các vật bắt đầu chuyển động tức nó lại chuyển động lên à, lên tới vị trí cao nhất thì người ta giữ ngay khi m2 đạt đến độ cao cực đại thì được giữ lại Biết lò xo luôn thẳng đứng trong quá trình Lấy Bỏ qua lực cản không khí Và lấy g bằng 10m trên dây bình phương Đó Lực nén lớn nhất mà lò xo tác dụng lên sàn Có nghĩa là lực đàn hồi mắc đấy Đàn hồi nén mắc đấy Chắc chắn ở vị trí thấp nhất rồi Đấy là khẳng định luôn Thế thì ta sẽ đi tìm Cái giá trị Nhỏ nhất Chúng ta sẽ phân tích hình ảnh như này này Đầu tiên thầy gọi là vị trí Y Là vị trí lò xo không biến dạng Đấy chưa Vị trí Y là lò xo không biến dạng Sau khi uh, nén vật à, Thì nó xuống cái vị trí uh, Thầy gọi là vị trí A Thì anh này bằng bao nhiêu 7,1 cm Đấy chưa 7,1 cm Thế thì khi đặt cả hai vật à, Thế thì vị trí cân bằng của hệ M1, M2 ở đâu? À, vị trí cân bằng của nó Thì nó sẽ giãn ra một đoạn thể tính là delta L0 Nó sẽ bằng M1 cộng M2 G Chia cho K Bằng 0 0,2 cộng 0,5 là 0,25 nhân 10 chia cho 100 đây là mét đúng không thì đổi ra cm nó bằng 2,5 cm. Rồi. Tức là ở vị trí cân bằng Ô đây nó sẽ biến dạng lén là 2,5 cm. Vậy đoạn này mà thả nhẹ ra nó chính là biên độ của dao động hệ hai vật m1 và m2. Đúng không nhỉ? Hệ hai vật M1, M2 Chúng ta đợi một chút Nó sẽ dao động lên đây và vượt quá lên à, Anh này chính là 4, à, đây này, 7,1 trừ đến 2,5 Thì chỗ này nó sẽ là 4,6 cm 4,6 cm thì lúc đầu kể cả, cả hai vật thì nó sẽ dao động lên vị trí A Lên vị trí A phẩy Đây à phải và đoạn này phải bằng bao nhiêu Xem đoạn này này đoạn này này lên vị trí nó phải là bằng biên độ 4,6 cm được chưa lên đó rồi giữ vật lại thì vị trí cân bằng của nó khác đi giữ vật m2 thì vị trí cân bằng của nó chỉ do thằng m1 nén xuống À, thằng M1 nén xuống Thì nó sẽ xuống tới vị trí nào À, vị trí cân bằng mới là U phẩy Thì chúng ta sẽ có là delta L không phẩy Nó chính bằng M1G trên trên K Bằng 0,2 x 10 chia cho 100 Anh này đang là mét Đổi ra cm thì sẽ là bằng 2 cm 2 cm Thế thì à, 2cm là 2 cm là 2 cm phía xuống phía dưới đúng không? Anh này là 2,5 thì anh này sẽ là xuống vị trí này. Đây. đây là đây là O'. Chỗ này là 2 cm. À nén 2 cm so với vị trí lò xo trạng thái tự nhiên. Đó. Đây 2,5 cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính ở đây là biên độ biên độ mới Biên độ mới nó là đoạn này này. Đấy. Biên độ mới. Đấy chưa? Biên độ mới là đoạn đó chúng ta tính bằng bao nhiêu? 4,6 này. Trừ đi 2,5 này. Là đoạn này bằng bao nhiêu? 2,1. Đấy. Vậy biên độ mới đây. Biên độ mới là cái đoạn này bao nhiêu? 2,1 cộng với 2 là 4,1 cm. 4,1 cm. Vị trí cân bằng đây thì nó lại xuống tiếp. Trong quá trình dao động nó lại xuống tiếp đúng không? Xuống 4,1 nữa. À nó sẽ xuống đây là 4,1. 4,1 cm. Vậy độ biến dạng tổng hợp của nó là từ vị trí cân bằng này đến vị trí thấp nhất này. 4,1. Đúng không nhỉ? 4,1 đây này. Để kể từ đây này. 4,1. Cộng với 2 cm thì mới lên vị trí lò xo không biến dạng. Vậy tổng độ biến dạng của nó là 2 cộng với 4,1 là 6,1 cm. Đấy, phân tích chỗ này phải ngẫm thật kỹ. Đúng không? À, từ đó chúng ta sẽ có lực đàn hồi mắc trong tình huống này sẽ bằng k nhân với delta l max đó. Delta l max là 6,1 cm. 100 nhân 6,1 nhân 10 mũ trừ 2 về đổi ra mét thì sẽ bằng 6,1 N. 6,1 N thì gần anh nào nhất? Bài này mà chúng ta không hiểu cái hình ảnh này ấy là sẽ bị loạn ngay, chúng ta phải phân tích từ từ. Vị trí đầu tiên là không biến dạng. Nén 7,1 thì lúc này so với vị trí cân bằng thì nó đang ở 4,6. 4,6 dao động lên thêm 4,6. Sau đó nhấc vật ra thì vị trí cân bằng mới là ô phải. Chúng ta phải tính đoạn này chưa? Ngẫm lại đi thấy bây giờ thầy nói lại nó bị dối. Chúng ta phải ngẫm lại theo cái tình huống đó. Không có đơn giản đâu. 6,1 Newton. 6,1 Newton thì chúng ta hay băn khoăn giữa đáp án B và đáp án A, đúng không? Thế thì 6,1 cách anh này là 0, còn 6.1 cách 5.8 có 0 13 cho nên ta sẽ chọn đáp án A à, gần với kết quả nào nhất sau đây. Đó. Cái này rất là thú vị ở cái chỗ là cái trạng thái của hệ nó như thế nào và mất thời gian dối chỗ đó và loạn chỗ đó. Đấy chúng ta hết sức lưu ý bình tĩnh. Chúng ta tiếp tục sang câu cuối cùng. Chúng ta cũng phải để ý cái hướng giải và cái cách giải để sau này chúng ta có thể rút ngắn được thời gian giải. chúng ta không bình tĩnh đoạn này là loạn hết cả lên đấy chúng ta phải ngẫm lại xem lại nhá sau video cất trực tiếp kết thúc là chúng ta xem lại vẽ lại hình dung lại Câu cuối cùng liên quan đến một cái uh, sơ đồ mạch điện. Phương trình của U, viết phương trình của hai đầu MN, thầy cũng phải tóm tắt. Chúng ta phải uh, hết sức tỉnh táo và bình tĩnh. Không thể vội được. Xin chào cô Nguyễn Mai Hương Cũng là giáo viên dạy văn của tuyển C27 Hy vọng rằng cô thích môn vật lý Chúng tôi có một đoạn mạch Tụ điện nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm Và nối tiếp với điện trở Người ta cho các thông tin này Điện trở R lớn bằng 2 lần R nhỏ của cuộn dây Biểu thức của U bằng 120 Cốt 100 pi t trừ pi trên 6. Khi C bằng C0 một giá trị C0 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch UA UAN cực đại. Hiệu dụng nhá, AN à, A xin là cực tiểu. Mịt. À, khi C bằng C0 trên 4 thì UAM đạt cực đại. UAM chính là uc đấy. am mắc chính là uc max. uc mắc Và người đó người ta hỏi bắt biết phương trình của umn luôn. umn. Đấy ta phải tìm u0 và độ lệch pha so với u. Đúng chưa? Logic nó chỉ là thế thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý từng tình huống này. Nhớ nào, là là uam chính là uc còn uan gồm có c và L đúng không R nhỏ rồi bây giờ thầy sẽ khai thác từ từng tình huống ở đây chắc chắn lát nữa chúng ta sẽ phải xử lý đến cái chuẩn hóa số liệu U A N min khi nào U A N A N thì gồm có Y à thôi thầy viết luôn là U đi U chia Z Nhân với ZIN đúng không Đấy U chia Z là Y U giữ nguyên rồi, đều bài, không phải nói rồi ZIN là căn bậc 2 của R nhỏ bình phương cộng với UC, UL chữ UC Thế thì UL trừ U, à, ZL chữ ZC Thì gọi thầy gọi là ZLC nhá ZLC bình phương Được chưa? Dưới mẫu này là căn bậc 2 của R lớn cộng r nhỏ bình phương cộng với zlc bình phương đó thế thì à, chúng ta sẽ triển khai ra và chúng ta chia cả tử với mẫu cho anh này à, thế thì nó sẽ có này u này trên tử là là hết rồi dưới mẫu chúng ta triển khai ra căn bậc hai đưa vào thì chia cho anh bình phương thôi thì, thì, thì nhóm r nhỏ vào đây với zlc đúng không r nhỏ với zlc bình thì chia nó bằng một này còn phần dư ra là còn R lớn bình phương này Cộng 2 lần R lớn R nhỏ đúng không Chia cho R nhỏ bình phương cộng Z LC bình phương Thế thì UAN UAN Min Khi mẫu mắc Căn này mắc này Mẫu mắc Mẫu lớn nhất Mẫu mắc mẫu mắc khi cái cái dưới này phải là min zlc min mà zlc min tức là bằng bằng không đúng không zl bằng zc zl trừ zc min thì nó phải bằng bằng không tức là zl bằng zc và chữ này là zc c không để khỏi nhầm lẫn với chính tình huống kia đúng không zl bằng zc không Thế thì ZL nó không đổi rồi Thì chúng ta cứ chuẩn hóa đi Chuẩn hóa luôn cho ZL Bằng 1 Thì chúng ta sẽ có ZC0 Bằng 1 Đúng nhỉ Đúng nhá Thôi tạm thời như thế đã Chúng ta lại khai thác tiếp cái chỗ Mắc này UC mắc khi C biến đổi Thì điều kiện xảy ra đó là ZC ZC mới này này Đúng không? Thôi bây giờ thì khai thác cho Z C bằng C0 trên 4 thì cái ZC mới này Nó bằng 4 lần ZC C0 Đúng không? Bởi vì ZC bằng 1 trên C omega C càng nhỏ thì ZC càng lớn à, Anh này nó bằng 4 ZC0 Thầy thay bằng 4 luôn Đúng chưa? Đúng chưa? Chúng ta sẽ có này ZC trong tình huống này Sẽ bằng R bình phương R lớn cộng R nhỏ Bình phương Cộng với ZL Bình phương Chia cho ZL Đúng không Ta thay R nhỏ Cộng R lớn à, R lớn bằng 2 lần R nhỏ Vậy chúng ta sẽ có là 1 này À xin lỗi là Z sẽ không được bằng 4 này Đúng không Bằng R lớn cộng R nhỏ thì thầy thay bằng 3r nhỏ là bình phương là 9r nhỏ bình phương này cộng với zl này bằng 1 này chia cho zl là là 1 này. Đúng không? Từ đó chúng ta sẽ có 4 này, 1 còn 3, thế nên r bình phương này bằng 1/3 này. Thì suy ra r bằng 1 chia cho căn 3. R lớn bằng 2 chia cho căn căn 3. Đấy chưa? Rồi, Chuyển hóa rồi, bây giờ chúng ta mới đi tìm U MN theo U C max để chúng ta viết U 0 MN đã. Được không? Đây. Chỗ này thì xóa đi được rồi đúng không? U 0 MN MN là cái đoạn là Z dây này chia cho U0 U0 bằng 120 này Thì nó tỷ lệ với Z mà Anh này là căn bậc 2 của R nhỏ bình phương cộng với ZL bình phương U0 là căn bậc 2 của R lớn cộng R nhỏ bình phương cộng ZL trừ ZC bình phương ZC mới lúc này nó đồng bằng 4 nhá Chỗ này chúng ta sẽ có là U0 MN chia cho 120 bằng căn bậc 2 của anh này là 1 phần 3 đúng không? 1 trên căn 3 bình phương lên 1 phần 3 cộng 1 bình phương chia cho mẫu này à, 1, 1 phần 3 à, 1 căn 3 chia cộng với 2 phần căn 3 là 3 phần căn 3 tức là căn 3 bình phương Đúng không? Căn ba bình phương là 3 đấy ZL trừ ZC ZL là 1 1 trừ đi 1 trừ mấy? Trừ 4 Bình phương Vậy ta sẽ có là bao nhiêu? Trên tử là 1 trên căn 3 này Dưới mẫu là căn mấy? 9 này Phải viết 1 trên căn 3 như thế này cho nó dễ này 1 chia cho căn 3 này giấy mẫu này Là 3 3 cộng với 9 là 12 Đúng không 12 tức là 2 căn 3 à, Đây là 3 này 3 cộng với 9 là 12 2 căn 3 Vậy là chỗ này bằng 1 phần 6 à Ờ à, 1 phần 6 Đấy, 1 phần 6 Thế thì U0MN sẽ bằng 20 à, U0MN có chỗ nào đáp án nào 20 không? À, không có đáp án 20 chúng ta có nhầm lẫn chỗ nào không? 2 r 2 trên căn 3 Cộng 1 trên căn 3 là 3 trên căn 3 3 trên căn 3 là bằng căn 3 Bình phương ZL là 1. Chỗ này là ZC bằng 4. 9. 9 cộng 3 là 12. 2 căn 3 đúng rồi. À xin lỗi chỗ này nhầm. Thì nhầm. Chỗ này thiếu. Chỗ này nhân nữa là 4. Là 2. Đấy. 2. Thì chỗ này là 1 phần. 1 phần 3. Chỗ này thiếu 2 này. Bởi vì quy đồng này mẫu số là 3. Chỗ này là nhân lên là 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 4, 4 cộng 3 cộng 1 là 4, khai căn là 2 đúng rồi. Thế thì u uh, 0 mn u 0 mn bằng bao nhiêu? 40. 40 V. Rồi, giải xong u 0 mn rồi, chúng ta đi xét độ lệch pha. Để nguyên những cái thông tin về ấy nhá. À, về uh, R này. ZL này đúng không? Ai thầy viết lại. Chúng ta sẽ có này ZL bằng 1 ZC chuẩn hóa là 4 R nhỏ bằng 1 trên căn 3 R lớn bằng 2 trên căn căn 3 Rồi xong rồi Bây giờ chúng ta sẽ tính độ lệch pha giữa U và Y Bởi vì phương trình đều bài Là chúng ta có phương trình của U Đúng không? Chúng ta lại tính độ lệch pha giữa UMN và Y Đúng không nhỉ? Tăng phi Sẽ bằng ZL Trừ ZC Chia cho R lớn Cộng R nhỏ R lớn cộng R nhỏ Là căn 3 đúng không? Còn ZL trừ ZC là trừ 3 Chia cho căn 3 thì bằng trừ căn 3. Đấy. Trừ căn 3 thì phi sẽ bằng trừ pi trên 3. Tức là u chậm pha hơn y một góc pi trên 3. Ta tiếp tục tính độ lệch pha tang phi mn sẽ bằng phi mn thì có mỗi à, mỗi cái cuộn dây không? Cuộn dây là có điện trở r nhỏ và zl. zl chia cho r nhỏ r là C, C, R đúng không? Ở đây chỉ có mức này nhỏ thôi. Thì nó sẽ bằng 1 chia cho 1 căn 3 thì sẽ bằng căn 3. Từ đó chúng ta sẽ có phi MN bằng pi trên trên 3. Tức là UMN nhanh pha hơn cường độ dòng điện một góc pi trên 3. Dùng giản đồ vectơ chúng ta phân tích này, y này uMN nhanh pha hơn uMN nhanh pha hơn một góc pi trên trên ba u chậm pha hơn một góc pi trên 3 u đây pi trên 3 vậy uMN nhanh pha hơn uAB một góc là hai pi trên trên ba vậy phương trình của u sẽ bằng à, uMN sẽ bằng u0mn nhân cốt 100pt lấy pha ban đầu của thằng uh, thằng uh, u là pi/6. Máy này nhanh pha hơn góc 2pi/3 cho nên chúng ta sẽ cộng thêm 2pi/ 3. Đúng không? Vậy chúng ta mới thay vào là umn giải ra rồi 40 Cốt 100pt cộng với pi/ trên 2. 40 Cốt 100 pt cộng pi/2. Đáp án của chúng ta có hai anh cộng à có một anh cộng pin à hai anh cộng pin 2. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Đó. Ok, như thế là chúng ta đã xong như thế là không có câu nào gọi là mang tính chất đánh đố nhưng mà mất rất là nhiều thời gian cho nên chúng ta phải lượng sức phân bố thời gian để làm một cách phù hợp bài này rõ ràng không có nhưng rất dài đúng không? Thế nên là nhiều người bảo là uh, nhận định là có nhiều điểm 10 chưa chắc đâu bởi vì cái thời gian nó mất quá nhiều thế thì uh, để mà đáp ứng được thời gian thì chúng ta lại phải có những cái 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 cắt bớt một số cái cái lộ trình khi làm bài giai đoạn ấy, là cắt bớt giai đoạn đi À, ví dụ như là chúng ta lập luận về pha được rồi chúng ta sẽ loại đáp án tức là loại đến khi mà chúng ta không thể loại được nữa thì chúng ta phải tìm tất cả các thông số còn nếu mà đã có thông số mà căn cứ và đáp án chúng ta loại được thì chúng ta loại luôn và với một bài dài một bài mới lạ chúng ta nên tóm tắt và dựa vào tóm tắt để chúng ta phân tích hiện tượng như thế hai buổi thầy đã phân tích nhưng mà mang tính chất ôn tập là chính à, cái đề tham khảo môn vật lý năm 2023 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hy vọng rằng đây là một cái video giúp chúng ta nhìn nhận một cách tổng thể cái cái cấu trúc đề của môn vật lý cũng như mức độ và từ đó rút ra cho chúng ta cái giải pháp để ôn luyện trong cái thời gian 3 tháng còn lại. Chúc các bạn 2 k năm và các bạn tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 đạt được kết quả như mong muốn và từ giờ trở đi thầy cho chúng ta tiếp tục đồng hành vào mỗi tuần một buổi hoặc hai buổi để cùng tháo gỡ những cái khó khăn này xin chào và hẹn gặp lại.